Này, phía bên tay phải các công trình, các tòa nhà cao tầng đang được làm thi công phần móng. Quẹo trái đây là chúng ta sẽ đi vào Nguyễn Bình Khiêm, đi về phía sở thú các bạn ạ. Rồi, đèn xanh rồi đi thôi. Mình cũng không nghĩ rằng là con đường này mưa tại sao nó lại bị ngập. Đây chúng ta đã qua cây cầu Thị Nghè 2. Con đường này mưa xuống là thôi, nước ngập lênh láng. Lúc này có những người đi đạp xe đạp, tập thể dục này, để rèn luyện sức khỏe. Này, đèn đỏ. Nhiều xe gắn máy thì đèn đỏ họ vẫn đi. 4321. Rồi đi thôi các bạn. Lúc này các anh xe cảnh sát giao thông cũng khá là nhàn hạ. Đây là cầu vượt Văn Thánh 2. Em này đi ngược chiều ra đến kia thì gặp chú công an là xong phim luôn này. Đây chúng ta có thể chui xuống hầm, đi cái lối phía bên ngoài này. Đây Tuấn Dương đang có mặt ở đường Nguyễn Hữu Cảnh. Người ta nói cái Nguyễn Hữu Cảnh là cái rốn ngập. Rồi qua đây các bạn. Khu nhà giàu quận Bình Thạnh đây. Đây là vào khu Sài Gòn Pearl. Đó. Đó, các siêu thị vẫn hoạt động.
Quán cà phê lúc này chỉ bán mang về. Khu này toàn biệt thự không này các bạn, nhà giàu không. Ở phía trước mặt của ba anh chị là sông Sài Gòn đó. Khu vực này rất là mát, các cái ở công viên thì người ta cũng đang rào chắn lại, không có cho người vô. Hồi nãy là trời mưa là đường ướt. Wow, ra phía bên ngoài này quá đẹp luôn này. Ra ngoài này là sông Sài Gòn rồi các bạn. Sông Sài Gòn đang ở phía trước mặt các cô bác anh chị. Những con tàu chở container chui qua cái gầm cầu. Rồi, mời cô bác anh chị cùng đi tiếp với Tuấn Dương nhé. Chúng ta sẽ cùng đi quanh cái khu dân cư này. Đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Các bác bảo vệ cũng nhắc mọi người không có nên tụ tập đông người. Đó, ở đây những cái căn biệt thự ở khu này, cái mặt tiền của nó là bờ sông, nhìn rất là đẹp. Phòng bảo vệ thông ra tứ hướng. Bên tay phải là những các cái du thuyền, mà chỉ tiếc là nhìn không rõ. Nó vướng cái lùm cây. Lối vào trường mùa xuân. Trong khu nhà giàu thì nhìn rất là yên bình. Rồi, chúng ta quay ra. Đó.
Phải nói là cơ sở vật chất ở đây rất tốt, rất tuyệt vời. Cái view phía sông, phía trước mặt nhìn ra sông Sài Gòn. Đường xá thì rộng, có những cái khu làm bãi đỗ xe, vỉa hè rộng. Quy định tốc độ tối đa là 15 km/h ở trong khu cư dân. Rồi, những biệt thự, nhà phố liên kế. Những tòa nhà chọc trời. Bên tay phải các bạn là các cái tòa nhà chung cư cao tầng. Khu này người ta xây dựng giống như là chuẩn ở châu Âu. Sạch sẽ, gọn gàng. Quy hoạch đâu ra đấy. Những cái khu dân cư mới thì mới làm được cái việc này các bạn. Còn những các cái khu dân cư hiện hữu bây giờ thì rất khó. Ở đây chỉ còn một cái vấn đề nữa là nước ngập thôi. Nếu như xử lý được cái vấn đề là không để nước ngập và mỗi khi mưa lớn nữa thì khu vực này lại sẽ giá trị hơn. Mỗi khi mà có mưa lớn mà Tuấn Dương cũng thường hay né cái tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh này. Mình cũng không dám đi vào, sợ là kẹt xe. Một là kẹt xe, hai là ngập. Ở đây người ta ví đường Nguyễn Hữu Cảnh nó như là cái rốn ngập của thành phố. Đây, mình thấy các cái ống cống này người ta để ở giữa đường đó là chắc là người ta moi móc gì ở dưới á. Này, lối này sẽ vào khu nhà giàu này, Vinhome. Này, các anh... giao hàng, shipper, Grab, Vinpearl, Luxury Hotel. Vinpearl, Luxury Hotel. Đây, khu nhà giàu... Wow, rớt rồi. Chỗ siêu thị này, người ra vào giờ họ cũng kiểm soát ghê quá. Rồi. Các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát mà giá đây không hề rẻ đâu nha các bạn. Chừng từ 8 cho tới 10 tỷ cho một căn. Một căn chừng khoảng 6-7 chục mét vuông thôi. Tuấn Dương cũng có một nhà, một người bạn ở đây. Nhưng mà lúc này thì dịch bệnh cũng chẳng đến thăm nhau làm gì. Yêu quý nhau thôi, gọi điện là được rồi. Dỗ nhà nhau chơi lúc này mất công lắm. $73 triệu một mét vuông này các bạn. Tối thiểu là 73 triệu. Từ 73 triệu một mét vuông trở lên. Đây, khu Vinmart. Bãi đậu xe.
Đây là đường Vạn Hoa. Đó, thường có các cái chú bảo vệ đứng ở rất nhiều các vị trí khác nhau. Bên tay trái là khu công viên. Các shipper, Now Food, giao đồ, giao hàng. Vào đây thì các bạn thấy không có một cọng rác nào cả. Người ta cũng đi dọn dẹp rồi quét quấy làm suốt ngày. Nhặt rác, lượm rác suốt ngày luôn. Rồi, mình sẽ quay xe lại nhé. Đó, bố trí thùng rác, lối đi bộ, trồng hoa. Khuôn viên rất đẹp. Khu này ở được cái là còn thoáng và mát nữa. Các tòa nhà giờ đều để những cái chai nước. Đây khu công viên thì phía trước mặt này, nhưng lúc này người ta rào chắn cái phần công viên lại rồi, không có đi vô công viên để tránh tụ tập đông người. Với hai nữa là không có hạn để mục đích là hạn chế lây nhiễm. Các lối vào công viên lúc này thì đều được rào chắn lại, căng dây. Cây cầu vượt này, bắc ngang qua mà họ cũng làm cầu vượt kiểu khu nhà giàu có khác. Bên tay phải là công viên các bạn. Công viên này mỗi ngày một đẹp hơn. Khi cách đây chừng khoảng 2 năm Tuấn Dương quay thì số lượng cây xanh nó chưa nhiều như thế này. Bây giờ thì các cái tiểu cảnh rồi cây xanh thì người ta bắt đầu người ta làm thêm nên là nhìn trông nó đẹp hơn. Landmark 1 phía bên tay phải. Dưới này là các cái dịch vụ giao hàng, ship hàng thì khi tới là sẽ gọi cho các khách hàng rồi tới xuống dưới này để nhận. Anh chị đi tập thể dục, chạy bộ, đi bộ. Tất cả các tòa nhà này phía dưới đều có hầm giữ xe, có những cái hầm 3 tầng hầm. Mình thì chưa đi xe hơi, chỉ đi xe gắn máy thôi. Nên có lúc thì xuống tới hầm thứ 3. Còn hầm thứ 4, thứ 5 thì không biết là dưới đấy có hay không. Vì thường ngồi taxi các bạn thì cũng chỉ ngồi người ta dừng ở trước cửa tòa nhà rồi đi thôi. Còn đi xe gắn máy thì mình đậu ở khu bãi xe gắn máy thì thường có những lúc là xuống đến tận lầu 3. Tầng hầm thứ 3 chứ.
các vị phụ huynh đi chạy để cho con của mình đi chạy tiếp tập thể dục. Đây những cái khu dân cư này tại sao nó đắt? Bởi vì nó có những cái tiện ích. Thứ nhất là nó có cái tiện ích là những cái tiện ích để mua sắm này, rồi siêu thị, trường học, khu vui chơi, công viên, rất nhiều các cái tiện ích như vậy. Ngôi nhà không chỉ sống để mà ở, để ngủ, mà còn cần phải có các cái tiện ích xung quanh, nơi vui chơi, tập thể dục, giao tiếp với bạn bè, hàng xóm. Rồi, Tuấn Dương sẽ quay ra nhé. Ra thì nếu như ở chung cư thì có rất nhiều các cái tiện ích nội khu. Ở đây thì mình thấy là thứ nhất là nó có trường học cho các cháu này. Vinhome thì họ có trường học từ mẫu giáo cho tới bậc đại học. Có bệnh viện Vinmec, xe VinFast. Đây thì công viên, siêu thị, các cái dịch vụ tiện ích khác. Một cái nữa là nó lại gần gần khu trung tâm nữa, nên nó làm tăng cái giá trị của cái nơi các cư dân sinh sống. Đây. Bên tay trái của mình là tòa Landmark 81. Anh chàng này chạy bộ này, nhìn chân đẹp quá trời. Bên phải này là các cái dãy, các cái tòa biệt thự. Ở đây chia rất nhiều khu. The Villa, Central Park. Đi thẳng này chúng ta sẽ ra khu du lịch Tân Cảng này các bạn.